Xin mến chào quý vị và các bạn. Tạm xa phố thị với sự tấp nập và ồn ào, hôm nay anh em chúng tôi lại quay trở về với bản làng. Hiện tại mình đang có mặt ở thôn Đồng Bông, xã An Bình, huyện Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình. Trở về với một vùng quê rất là an bình, đúng như cái tên gọi là xã An Bình. Ở nơi đây thì là một cái vùng quê, xung quanh đây toàn bộ là cây cối và những cái cánh đồng mà người dân đang trồng và sắp thu hoạch, rất là mát các bạn ạ. Ở phố thị náo nhiệt bao nhiêu, ồn ào bấy nhiêu, nhiều khói bụi bấy nhiêu, thì ở vùng quê lại ngược lại, không khí rất trong lành và mát mẻ. Hôm nay thì thời tiết có hơi nắng một chút, nhưng mà nắng ở những cái vùng thành phố nó khác hẳn với cái việc nắng ở vùng quê. Nắng ở vùng quê tuy là nắng nhưng nó vẫn kèm có gió, nó rất là mát. Người thì không chen chúc nhau, rất là thoáng. Đây, phía bên phải của các bạn là những cái ruộng lạc đang được các bác nông dân trồng. Đấy, cũng sắp sửa được thu hoạch rồi. Phía bên trái này là những cánh đồng trồng ngô. Phía đằng sau là một cái núi. Quanh đây thì rất là mát mẻ. Đôi khi là chỉ cần một cái mảnh đất nho nhỏ và một cô vợ xinh xinh ở trong những cái vùng như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Các buổi làm việc hôm nay ở đây thì anh em chúng tôi đang tiến hành là đi săn đường. Ở đây là một cái con đường nho nhỏ dẫn vào phía sâu trong nhà dân. Tính từ đầu mình đang đứng đây, chạy thẳng vào phía bên trong nhà dân, đâu đó khoảng 40m, bề ngang tầm 3,5m. Cái đường này thì ngày xưa nó là một cái đường đất, bây giờ thì được bác chủ chúng ta đổ đá. Đá này đá hỗn hợp để giúp cho cái đường cao hơn và thuận tiện cho cái việc đi lại. San thì sẽ san bằng cái mặt gạch họ đang xây ở đây. Do là phía đầu ngoài này đổ đá đang cao hơn phía đầu bên trong, nên là cần phải san từ đầu ngoài này vào để dồn hết cái phần đá vào đầu bên trong kia. Về vùng quê này thì thứ nhất là không khí trong lành, cỏ cây thì đều là sạch sẽ, không có thuốc. Ngô này cũng đang vào cái giai đoạn sắp sửa được ăn rồi các bạn ạ. Đấy, kiểu gì lát nữa làm xong thì mình sẽ ăn trộm một vài cái ngô về để luộc rồi. Thành phố thì làm sao biết được là cây ngô như nào, đúng không? Bác chủ nhà này là một người rất là đam mê cây cảnh, trồng này có rất là nhiều loại cây, xoài này, hoa hồng này, nhãn này, các loại rất là nhiều mà mình không kể được hết. Tuy bề ngoài rất là đơn sơ nhưng mà bên trong rất là thơm mộng và trữ tình. Những cái loại hoa này rất là thơm. Đấy, có những cây hoa ngoài này rất là đẹp. Cái đường này thì máy sẽ san thẳng ra, sau đó thì bác sẽ tiến hành đổ một lớp bê tông.
hải sản rất là chất lượng. Đây, bên trái là đào này, lục vừng này, bên phải là lục vừng này, dừa này. Ôi giời, quá trời loại cây. Đấy, bác chủ rất là thích về những cây cảnh. Từ đầu đường vào đến tận trong nhà, đâu đâu cũng chỉ là toàn là cây thôi. Đào, đào này là đào nuôi tự nhiên, tức là lúc nào ra hoa thì ra, chứ không phải là đào trồng theo kiểu bán. Bao lâu rồi mà mình mới bắt gặp lại được cái cây hoa này. Hiện tại thì mình chẳng nhớ cái hoa này tên là gì nữa. Cái hồi nhỏ toàn rút cái nhụy này ra để ăn thôi này. Đấy. Đây, và cái cây hoa này rất là thơm các bạn nhé, hoa màu trắng này. Kỳ thơm. Đấy, đứng gần không thôi nó đã tỏa ra mùi hương. Đấy. Cây cũng có thể được ví như là con đường tơ lụa. Đấy. Nhưng mà con đường này là con đường trải đầy hoa với hương của các loài hoa khác nhau, rất là thơm. Đấy. Đôi khi là buổi sáng thức dậy chỉ cần tiếng chim hót, những cái mùi thơm của hoa mang lại, gọi là như thế là đã thấy cuộc sống rất là hạnh phúc rồi. Một con đường rất là đẹp và yên tĩnh, an bình, đúng như cái tên gọi là xã An Bình. Vào đây chỉ có bình an thôi. Rất là thơm. Ăn trộm một bông hoa để bỏ vào túi cho nó thơm, hoặc bỏ vào máy.
khi san xong thì bác tài chúng ta sẽ lưu qua lưu lại một hai đường để giúp cho cái mặt bằng này nó được phẳng hơn, giúp cho cái người dân người ta đi lại được dễ hơn trong khi mà chưa kịp đổ bê tông. Được cái này là phần trên mặt nó bằng bột đá nên nó cũng rất là nhanh mịn. Còn bao nhiêu những cái phần đá to đồm chổm này thì ở phía sát kia thì sau này người ta sẽ đổ phần bê tông chùm lên. Như vậy là toàn bộ cái đường đã được bác tài của chúng ta san xong xuôi. Đấy, một con đường trải đầy mùi hương của hoa. Bây giờ thì sẽ cho máy lên phò để chuyển về địa điểm làm việc khác. Rất là nhanh thôi. Cái này anh em tôi mất đâu đó chưa đầy một tiếng đồng hồ đã xong. Quá thoáng mát và rộng rãi. Câu cuối cùng cho máy lên phò sau thì kết thúc công việc. Video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo nha.